Đây, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn gợi ý cho mọi người với gợi ý cho mọi người cái có thêm idea để trả lời cho hai cái topic đó là describe a person who likes to dress fashionably hoặc là dress well, và đề thứ hai sẽ là để describe a person you know who is from a different culture. Vậy thì mình sẽ bắt đầu với cả cái person who likes to dress fashionably nhá. Thì với cái đề này thì mình một trong những idea mà mình gợi ý mọi người đó là hãy viết về mình, hãy viết về mình, hãy viết về anh Sang. Và đây mình sẽ show cho mọi người xem là mình dress fashionably như thế nào nhá. Let's take a look at my Facebook. Đây, nha mọi người sẽ có thể thấy mình dress quite fashionably nhá. Ok, đấy, đây là sờ tai ngây thơ, được chưa? Đây là sờ tai trai Thái, sờ tai Hàn Quốc, Korean style. Đây là style gì đấy không biết, nhưng đại khái là cũng là một cái sờ tai. Đấy. Sờ tai tổng tài. Đấy. Blazer vest các kiểu. Sờ tai tổng tài version 2. Sờ tai sếp. Sờ tai ngây thơ. Đấy, sờ tai cái sport style. Đấy, sport style đấy, fashionably chưa? Ok nhá. Vậy thì mình sẽ giải quyết cái đề này bằng cách là nói về anh Sang. Đấy, mình sẽ có là who is he, sẽ là Sang này. My English tutor này. Ok, tiếp đến là what kind of work? Ok, Sang rồi, English tutor rồi. Nếu là kể là làm sao mà how to know Sang này, làm cách nào mà bạn biết mình này. What kind of work thì bạn có thể nói là làm sao bạn biết mình này. Kind of clothes he wear là different kinds of clothes from Korean style, street style. Korean style to street style. Đấy, ví dụ thế. Và phần explain why you think he dress well. Thì mọi người explain, mọi người có thể ba ý. Ý thứ nhất đó là he knows how to mix different pieces of clothes to have a perfect set. Đấy. Có thể nói thêm đó là each time he posts his picture on Facebook thì receive many reaction and compliment from his friends. Đấy. Lý do thứ hai đó là lý do hai là gì nhỉ? Có thể sẽ nói hai lý do thôi nhá. Thứ nhất đó là post mix different perfect set. Ok, thứ hai đó là đúng rồi, mọi người để ý không, ở mỗi một cái cảnh này, mỗi một cái địa điểm thì mình sẽ có một cái đồ cho nó phù hợp với cả cái background. Ví dụ như là ở đây này thì sẽ áo cũng hơi vàng vàng này, tại vì mình đã nghĩ đến cái background trước rồi, và mình đã nghĩ sẵn trong đầu là à đến đấy mình sẽ mặc cái đồ gì để mình chụp ảnh ở đấy. Đấy, thế nên là nó sẽ không phải là vô tình mà nó match đâu, mà nó là match một cách cố ý đấy nhá.
Thì lý do thứ hai có thể bảo là lý do thứ hai có thể bảo là he knows how to choose a suitable outfit when he appear in different places. Ví dụ thế, nhưng mà cái này mình đang chưa nghĩ ra như thế nào cho nó extend ra nhá. Mọi người có thể hiểu ý mình xong rồi viết ra theo ý mọi người, hoặc là nếu mà không thì chỉ cần nói hai lý do là ok nhá. Lý do thứ hai, một lý do nữa đó là not only does he dress well but he also usually introduces YouTube channel of a foreign fashionista. Đấy, xong rồi chúng ta có thể follow, xong rồi learn from them, xong rồi listen to English. Đấy, improve English speaking skill at the same time, ví dụ thế. Đấy, ví dụ thế nhá. Hoặc là để mình nghĩ xem là có ý gì nữa không nào. Tạm thời thế nhá. Tiếp theo đó là describe a person you know who is from a different culture. Nếu là mình thì mình sẽ nói luôn đó là her hanye viết như nào nhỉ? Ở đấy, ok. Where she from đó là from Ede community, one of the ethnic minority groups in Vietnam. Đấy. How you know her đó là was crowned Miss Universe Vietnam năm bao nhiêu đấy mình không nhớ, nhưng đại khái là ví dụ là 2017 đi nhá. Đấy, hoặc mọi người có thể nói là was in the top five finalists in the Miss Universe năm 2018 chẳng hạn, ví dụ thế, mình không nhớ năm nhưng mà đại khái thế. How you feel about her, hoặc là mình có thể nói là ba lý do explain, mình có bảo ba lý do mình nó muốn nói về cô ấy. Explain thứ nhất đó là, thứ nhất có thể bảo là she has a unique beauty. With short hair and tan skin, làn da rám nắng. Đấy, xong rồi mọi người có thể bảo là break the beauty standard of Vietnamese people, ví dụ Vietnamese girl, Vietnamese women. Đấy. Lý do thứ hai đó là she has a motivational story. Đấy, bảo là girl in her community thì là get married at when they are 15 years old. Nhưng mà her hernia thì là she was organic and pursue higher education. Đấy, mọi người có thể nói thêm là
example, many part-time job to pay for her living and tuition fee. Đó. Và lý do thứ ba đó là lý do thứ ba là she care about the community. Đấy, give all her prize to provide scholarship for poor student. Ví dụ thế. Especially girls in her hometown to help them continue their education. Ok, và đấy là hai topic mà mình có đưa ra những lời gợi ý cho mọi người. Tất nhiên là mọi người có thể chủ động, mọi người có thể thoải mái nghĩ ra cái idea của mình và viết cái bài đấy gửi cho mình. Tuy nhiên là nếu mà mình chưa có nghĩ ra idea chẳng hạn, hoặc là thấy idea của mình nó hợp lý, hoặc là mọi người cũng có thể là có một cái suy nghĩ tương tự, thì có thể dùng những cái idea của mình để viết bài gửi cho mình nhá. Và have a nice day.